Lời nói đầu tiên, thay mặt đơn vị Trung tâm Văn hóa quận Bình Thạnh, kính gửi đến quý đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo, các đơn vị bạn cùng toàn thể quý khán giả lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, từ bao đời nay, âm nhạc dân tộc đã gắn liền với văn hóa, với sự phát triển của một đất nước. Từ thuở xa xưa, những làn điệu dân ca hay những câu hát đồng dao quen thuộc đã được xem như công cụ để truyền tải đến với mọi người, cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Mỗi vùng miền một màu sắc văn hóa, những nét âm nhạc đặc trưng riêng nhưng vẫn là cái chân chất, cái thật thà trong mọi bản sắc của từng vùng. Vì thế đã tạo nên một bức tranh đẹp.